em nhé. Quanh năm núi với cầu, khoan hầm đường nhà máy, rồi lại mò với dầu. Đừng yêu anh em nhé, một mắt gần ba chân, nhắm đọc mía rất chuẩn, nhưng ngắm em tần. Ai nói yêu anh đâu, lãng mạn nào có biết, chỉ nói lời tạm biệt, rồi hành trang lên đường, mộng mạc dầu nhớ thương, từ công trường xa đó, giấu trong vỏ ốc nhỏ, sóng vô về du em ơi, vượt qua bao núi cao, băng qua bao biển sâu, dù anh đến nơi đâu, cũng thành con vùng đó. Em ơi, từ đá cằn cuội soi, giọt mồ hôi anh rơi, gieo tình yêu vào đất, ươm mầm sống sinh sôi. Trầm lặng dù kín nỗi tâm tình bên ai, cho tim ai thổn thức chiếc khăn len đan vội tặng anh ngày gió nỗi rơi ấm những đêm đông về con nơi ta gặp nhau, cho anh gần em giao bao niềm yêu. Xa xăm nắng nâu đồng, ban ngày nghịch dầu mây, đêm về hát dưới trăng. Đừng yêu anh em nhé, đời gắn với công trình, thắm tình yêu đã sỏi, dù nhớ em ngàn lần. Ai nói yêu anh đâu, lãng mạn nào có biết, chỉ nói lời tạm biệt, rồi hành trang lên đường, mộng mạc dầu nhớ thương, từ công trường xa đó, giấu trong vỏ ốc nhỏ, sóng vô về dù em ơi, vượt qua bao núi cao, băng qua bao biển sâu, dù anh đến nơi đâu, cũng thành con vùng đó. Em ơi, từ đá cằn cuội soi, giọt mồ hôi anh rơi, gieo tình yêu vào đất, ươm mầm sống sinh sôi. Trong lặng dấu kín nỗi tâm tình bên ai, cho tim ai thổn thức chiếc khăn len đan vội tặng anh ngày gió nỗi rơi ấm những đêm đông về con nơi ta gặp nhau, cho anh gần em giao bao niềm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quý vị và các bạn, vào cuối năm 2009, Faecon mạnh dạn đưa công nghệ mới xử lý nền bằng cấu kết chân không vào Việt Nam. Faecon đã được tham gia lần lượt các dự án lớn như nhiệt điện Nhân Trạch 2, PVTech Đình Vũ Hải Phòng, kho lạnh LPG Thị Vải Bà Rịa Vũng Tàu. Doanh thu từ xử lý nền đủ khả năng bù đắp cho sự thiếu hụt của các mảng công việc khác do suy thoái kinh tế. Và khí thế sản xuất kinh doanh được lấy lại nhanh chóng, niềm tin được củng cố, mọi người đoàn kết cùng nhau chấp nhận những thử thách mới. Từ kết quả này, Faecon đã cùng đối tác đến từ Thượng Hải cho ra đời công ty liên doanh Faecon Shanghai, chuyên về xử lý nền đất yếu trên khắp các công trường mà Faecon sử dụng công nghệ cố kết trên không. Dàn máy ghim bấc thấm lừng lững như những gã khổng lồ. Bấc thấm được chuyển từ nhà máy Faecon Mitech từ Long An. Sau khi ghim xuống tầng đất yếu, phần còn lại trên công trường không khác gì hàng nghìn cánh cò xếp hàng như những diễn viên ba lê trong vũ điệu dưới đêm trăng. Vâng, và có một người nghệ sĩ, đó là nhạc sĩ, nghệ sĩ ưu tú Quang Vinh cũng đã rất ấn tượng với những cảnh tượng này. Và trong lần đi thăm công trường nhà máy nhiệt điện Thái Bình 1, bằng tâm huyết và tình cảm của mình dành cho Faecon, nghệ sĩ ưu tú Quang Vinh cũng đã sáng tác một nhạc phẩm để dành tặng cho Faecon. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng thưởng thức tiết mục múa Người Khổng Lồ Và Những Cánh Cò Đêm Trăng, sáng tác âm nhạc nghệ sĩ ưu tú Quang Vinh, biên đạo múa Thanh Nam Văn Hiền, tập thể nghệ sĩ nhà hát Cảm ơn nhạc Việt Nam sẽ gửi đến chúng ta tiết mục này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các quý vị quan khách, chặng đường đầu khởi nghiệp của Fecon khá thuận lợi. Vào năm 2008, nhà máy cọc đầu tiên Fecon Pie tại Hà Nam bên dòng sông đáy thơ mộng ra đời. Một số hợp đồng lớn đã được ký kết. Các công trình lần đầu tiên sử dụng cọc bê tông ly tâm dưỡng lực mang tên Fecon Pie. Niềm hân hoan ấy chưa được bao lâu thì đầu năm 2009, khủng hoảng tài chính của một số nền kinh tế lớn đã đẩy kinh tế thế giới vào tình trạng suy thoái, làm thu hẹp đáng kể thị trường vốn, thị trường lao động và tác động tiêu cực đến sản xuất và đời sống nhân dân trong nước. Và có thể nói rằng Fecon cũng chịu chung một tình cảnh với các doanh nghiệp nhỏ lúc bấy giờ. Các hợp đồng đã ký thì bị hủy hoặc là bị trì hoãn và các hợp đồng đã làm thì không thu được tiền. Có những giai đoạn ban lãnh đạo tất bật, siêu vẹo, xoay sở, chạy vạy khắp nơi tìm kiếm việc làm nhưng nhà máy vẫn không có việc, tiền vay chưa trả được thì nay lại tiếp tục phải vay để trả lương cho công nhân để duy trì hoạt động của công ty. Và trước tình cảnh đó thì cũng có rất nhiều nhân viên đã hoang mang dao động, có những người bỏ việc, có những người bán phần lớn cổ phần. Và ban lãnh đạo của Fecon thì đầy lo lắng, lòng nặng trĩu nhìn từng người đồng nghiệp đã từng sát cánh với mình, cứ lặng lẽ rời bỏ đội ngũ. Trong đó có cả những người đã gắn bó với Fecon ngay từ những ngày đầu tiên, từng cùng nhau vượt qua những khó khăn ban đầu. Thì đến lúc đó, nỗi lo cơm áo gạo tiền cũng đã không thể giữ chân được những người đồng nghiệp. Sự thách thức này là bài học khiến ban lãnh đạo luôn quyết tâm đưa công ty phát triển bền vững để Fecon trở thành nơi đến của những tài năng trẻ, chốn bình yên của nhân viên tâm huyết, cũng là nơi trở về của những đồng nghiệp, những cộng sự đã ra đi, để lại một lần nữa cùng nhau quyết tâm tạo dựng một Fecon phát triển bề thế, trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực nền móng và công trình ngầm. Sau đây chúng ta cùng đến với bài hát Tạm biệt, sáng tác nhạc sĩ Ngọc Châu, biểu diễn Nguyễn Mai Trang, trưởng phòng kế hoạch Viện Nền Móng và Công trình Ngầm. Mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc này. Rồi đó và giây phút tạm biệt với bạn hiền, kỷ niệm mãi trong tim ta ngày vui ấy ta bên nhau, bao gian khó cuộc đời vượt qua, ngày vui đã xa dần đã xa rồi đó, và giây phút tạm biệt với bạn hiền, kỷ niệm mãi trong tim ta ngày vui ấy ta bên nhau, ta mong ước một ngày lại gặp nhau. Trong tim ta ngày vui ấy
giây phút tạm biệt với bạn lại gặp nhau. Một ngày bình yên, tay con tay nó, tay buồn qua. Nhìn chung xa cách, giọt nước mắt dâng trào. Ta vẫn thấy cuộc đời vui và niềm tin trong đôi. Ta gặp nhau một ngày bình yên, tay con tay nó tay vượt qua, nhìn chung xa cách, giọt nước mắt dâng trào. Ta vẫn thấy cuộc đời vui và niềm tin trong đôi mắt. Chia tay nhé rồi ngày vui ta gặp nhau, chia tay nhé rồi ngày vui ta gặp nhau. Xây dựng là một trong những ngành nghề nhiều vất vả nhất. Thế nhưng mỗi bước chân trên con đường thấu hiểu lòng đất, chinh phục tầm cao của các chàng trai Phaecon thì có thể nói rằng đều được cổ vũ và tiếp sức bởi tình yêu của những người vợ, những người bạn gái. Họ chính là những người tri kỷ, là những người phụ nữ chu toàn hậu phương để các anh có thể yên lòng nơi tiền tuyến. Với tình yêu ấy, cho dù trên công trường còn những khó khăn hiện hữu, các anh chị đã, đang và sẽ luôn vượt qua để ghi dấu ấn Phaecon trên mọi miền Tổ quốc. Bài hát Trên công trường của nhạc sĩ Ngô Quốc Tính không còn mới, nhưng với dân công trường vẫn luôn là một khúc ca rộn ràng và tràn đầy ý nghĩa. Xin mời quý vị cùng lắng nghe lại ca khúc này, Trên công trường rộn tiếng ca, do tốp ca nam nữ Phaecon trình bày. Vai xanh vai trên công trường. Đó, ta xây những nhà máy, ta xây những công trình, trời xanh vừa nóng khói, sáng sớm khắp nơi nơi. Xua tan những nghèo đói, xua tan những lầm than, mẹ cha vẫn ước mơ, ngàn nơi vẫn ước mơ. Non sông nhớ ghi mãi lời bác, trái tim mãi hồng tươi, thành ngày những lứa đôi vì quê hương mến yêu. Thank you.
gió lộng trời xanh, chim hót hoa đưa hương, với cả tình ta nâng bước ta lên đường. Như ngày qua em ở hậu phương, như ngày qua anh nơi chiến trường, đã hẹn cùng nhau thế giữ lấy quê hương, cho ngày hôm nay vai sánh vai trên công trường.